Chào mừng các bạn đã đến với một video mới tiếp theo trên channel Đồng Hồ Tân Tân. Và chủ đề ngày hôm nay Đồng Hồ Tân Tân mang đến cho các bạn đó chính là tại sao chúng ta lại nên mua một chiếc đồng hồ cơ tự động. Nhiều người thường đặt câu hỏi với Dung rằng tại sao chúng ta lại phải bỏ ra một số tiền quá lớn để sở hữu một chiếc đồng hồ cơ, trong khi nó thì lại có quá nhiều khuyết điểm. Ví dụ có thể kể đến đầu tiên là đắt tiền này. Cái thứ hai nữa đó chính là khó sử dụng. Cái thứ ba là về vấn đề độ chính xác thì nó lại không được bằng so với những anh em của mình. Có thể kể đến như là đồng hồ pin, đồng hồ điện tử, đồng hồ thông minh. Vậy thì lý do nào một chiếc đồng hồ với quá nhiều khuyết điểm giống như những gì các bạn chia sẻ với Dung vừa nãy lại vẫn có thể tồn tại, vẫn luôn hot và thậm chí là vẫn luôn hiện hữu trên cổ tay của những con người ở thế kỷ 21 hiện đại như ngày nay? Lý do tại sao nó vẫn tồn tại và lý do tại sao chúng ta nên sở hữu một chiếc đồng hồ cơ tự động? Để giải đáp những thắc mắc đó, trong video ngày hôm nay, Đồng Hồ Tân Tân sẽ liệt kê ra những lý do khiến cho các bạn hiểu được tại sao chúng ta nên mua đồng hồ cơ tự động. Đầu tiên, đó chính là giá trị lịch sử được đo bằng thế kỷ. Kể từ khi chiếc đồng hồ cơ bỏ túi được chế tạo sớm nhất từ những năm 1530 của thế kỷ 16 đến nay, cũng đã gần 5 thế kỷ. 5 thế kỷ của những nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, cải tiến cỗ máy cơ và sự phát triển qua trăm năm của những thương hiệu Thụy Sĩ uy tín nhất, lâu đời nhất như Rolex, Omega, Patek Philippe, Longines, Tissot hay đồng hồ Nhật Bản như Seiko, Citizen để có được muôn màu sắc của những chiếc đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng mà chúng ta thấy và sở hữu ngày nay. Việc sở hữu một chiếc đồng hồ cơ có chất lượng được đảm bảo bởi các thương hiệu đã nổi danh trăm năm trên không những là một công cụ giúp bạn cập nhật giờ một cách hiệu quả, mà chúng còn là món trang sức cổ điển giúp bạn dễ dàng tạo được ấn tượng mạnh với lứa trẻ lẫn những người đã đứng tuổi. Thiết kế linh hoạt, độc đáo, sáng tạo hơn đồng hồ pin. Khác với những dòng đồng hồ pin hay đồng hồ năng lượng ánh sáng có thiết kế khá đơn điệu, nhàm chán, đồng hồ cơ có muôn vàn những kiểu thiết kế khá độc và dị như những kiểu thiết kế lộ cơ, hở tim, tourbillon, siêu mỏng, vân vân. Đồng hồ cơ, nhất là những chiếc đồng hồ của những thương hiệu Thụy Sĩ danh tiếng, đa phần gia công và trang trí bằng tay bởi những người thợ khéo léo nhất. Vì thế nên đường nét chúng trông rất tinh tế, sắc sảo, sang trọng hơn, hợp nhãn người dùng hơn những chiếc đồng hồ công nghệ hiện đại được đúc bằng máy móc. Và chính các bộ máy cơ cũng đa hình muôn vạn với nhiều kiểu thiết kế, lắp ráp, gia công rất sáng tạo. Khi kết hợp với kiểu thiết kế trong suốt để lộ bộ máy độc đáo khác nhau của từng thương hiệu, giúp cho các mẫu mã của đồng hồ cơ cũng vô cùng phong phú và đa dạng. Ngoài ra, khi nói về những chức năng phức tạp đối với đồng hồ như chronograph, đồng hồ ngược thời gian, giờ GMT, lịch ngày, giờ, thì đối với những dòng đồng hồ hiện đại có thể dễ dàng cập nhật. Nhưng đối với những cỗ máy cơ, để có thể tạo nên được những chức năng trong cỗ máy cơ cổ điển sẽ được xem là một tuyệt tác. Việc sở hữu một chiếc đồng hồ cơ sẽ được xem là một món trang sức thiên về nghệ thuật hơn, đẳng cấp hơn những chiếc đồng hồ ổn định, thực dụng, thường chỉ được xem là một công cụ cập nhật thời gian như dòng pin. Tiếp theo, bộ máy hoạt động mượt mà hơn, thanh lịch hơn. Một trong những điểm giúp bạn dễ dàng phân biệt một chiếc đồng hồ cơ với một chiếc đồng hồ pin chính là ở chuyển động kim dây. Chuyển động kim dây ở đồng hồ cơ sẽ mượt mà hơn, trông chúng như dòng thời gian trôi đi một cách rất nhẹ nhàng, tạo nét rất uyển chuyển, thanh nhã khi cập nhật giờ. Còn đồng hồ pin sẽ có chuyển động giật cục theo từng nhịp, đặc trưng, trông khá thô kệch. Nhưng bù lại, đó gọi là chuyển động theo từng nấc chuẩn của vạch giờ thì sẽ giúp đồng hồ pin hoạt động chính xác hơn đồng hồ cơ. Thật ra, chuyển động của cỗ máy cơ cũng là chuyển động theo nhịp giống chuyển động của bộ máy pin. Chỉ khác là kim dây của đồng hồ cơ nhờ vào sự phối hợp rất nhịp nhàng giữa bánh xe cân bằng và bộ thoát có chuyển động theo nhịp với tốc độ rất nhanh, khoảng 6 nhịp trong một giây, nghĩa là trong một giây kim nhảy 6 lần. Bởi thế, nếu ta nhìn sơ qua thì kim dây đồng hồ cơ hoạt động rất trơn tru, nhìn như chúng đang quét một vòng đồng hồ một cách rất nhẹ nhàng. Nhưng nếu các bạn để ý kỹ, các bạn sẽ thấy những chuyển động theo nhịp rất nhỏ. Đồng hồ cơ còn có những cỗ máy có thể tạo ra chuyển động đến 8 nhịp một giây hoặc còn nhanh hơn thế. Nhịp chuyển động trong một giây càng nhanh thì kim dây càng hoạt động mượt mà hơn. Để có chuyển động nhịp nhanh như thế đối với đồng hồ pin thạch anh là một điều gần như không thể. Một bộ máy pin thạch anh mà có chuyển động nhanh như vậy thì sẽ khiến cho năng lượng dự trữ nhanh chóng cạn kiệt. Thế nhưng, cũng phải kể thêm ngoài lề về một dòng đồng hồ pin thạch anh cực kỳ độc đáo, đó chính là Bulova Precisionis có khả năng tạo nên 16 nhịp trong một giây, tạo nên độ trôi rất mượt, không thua gì đồng hồ cơ. Ngoài ra, Bulova Precisionis có tuổi thọ từ 2 đến 3 năm như các dòng pin thông thường, nhưng về độ chính xác thì gấp 12 lần với độ sai số chỉ cộng trừ 10 giây trong vòng 1 năm. Tiếp theo, mãi trường tồn với thời gian. Như bạn đã biết thì một chiếc đồng hồ cơ cổ điển đa phần sẽ có mức giá cao hơn hẳn những chiếc đồng hồ pin, điện tử lẫn năng lượng ánh sáng. Đồng hồ cơ, đặc biệt là những dòng đồng hồ thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ, có giá rất cao, thiết kế đẹp mắt,
xa hoa, công phu hơn và khó sử dụng hơn nên chúng thường được xem là dòng đồng hồ xa xỉ. Với những chiếc đồng hồ cơ cộng vỏ vàng 18K cộng tên tuổi thương hiệu lớn thì càng sử dụng lâu năm, những chiếc đồng hồ đó càng gia tăng giá trị. Tuy khó sử dụng hơn, thế nhưng nếu bạn biết cách sử dụng đúng thì chúng có thể sử dụng lâu dài hơn dòng đồng hồ khác. Đặc biệt, chúng có thể đồng hành cùng bạn trong suốt quãng cuộc đời. Đồng hồ cơ hoạt động hoàn toàn phụ thuộc vào chuyển động cổ tay của bạn và tuổi thọ cũng hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn giữ gìn chúng. Không như những chiếc đồng hồ pin, điện tử hay đồng hồ năng lượng ánh sáng thì sau khoảng 10 năm sử dụng, bộ máy sẽ chai năng lượng, không còn hấp thụ năng lượng cho đồng hồ hoạt động được nữa và bạn buộc phải chia tay để mua cái mới. Tiếp theo, đồng hồ cơ là một chiếc đồng hồ không có tuổi thọ và việc sử dụng chúng được bền lâu trăm năm là cả một nghệ thuật. Vì lý do đồng hồ cơ là dòng đồng hồ không tuổi, mẫu mã thiết kế sáng tạo, độc đáo cộng với thách thức trong việc sử dụng, nên thường những người sưu tầm đồng hồ chuyên nghiệp với nhiều kiến thức về đồng hồ cũng như biết cách sử dụng và duy trì hợp lý sẽ chọn dòng đồng hồ tự động làm dòng đồng hồ chính cho bộ sưu tập của họ. Vốn từ lâu, những dòng tộc hoàng gia bên phương Tây thường coi những chiếc đồng hồ cơ sang trọng như một món gia bảo có thể truyền cho con cháu từ đời này sang đời khác. Việc một người có thể sử dụng tốt một chiếc đồng hồ cơ cao cấp để truyền lại cho thế hệ đời con rồi đến đời cháu là một điều hết sức bình thường và giá trị của chiếc đồng hồ cơ qua chục năm sẽ không hề thuyên giảm, nhất là khi chúng được sản xuất từ những thương hiệu nổi tiếng. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi chúng ta đã được cùng nhau tìm hiểu về những lý do tại sao nên mua một chiếc đồng hồ cơ tự động đúng không nào? Giá thành thường đi kèm với giá trị mà, thì đó chính là những quan điểm của đồng hồ Tân Tân. Còn của bạn, quan điểm của bạn như thế nào? Có thể comment ở bên dưới để giúp cho chúng tôi cùng được biết được không ạ? Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng với chúng tôi tới phút cuối của video ngày hôm nay. Và nếu như các bạn thấy hay, hãy nhớ like, share và subscribe channel của đồng hồ Tân Tân nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.